Thưa quý vị, trước đó thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc và truyền thông quốc tế cho biết, Bắc Kinh đã có kế hoạch tập trận gần quần đảo Hoàng Sa mà nước này đang chiếm đóng trái phép. Cuộc tập trận này kéo dài từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 5 tháng 7. Hôm qua, thì Bộ Ngoại giao ta cho biết là Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động tập trận ở Hoàng Sa trong tương lai. Trả lời phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ chiều qua ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận đã vi phạm chủ quyền Việt Nam và đi ngược lại quy tắc ứng xử trên Biển Đông, việc duy trì hợp tác giữa Biển Đông. Việt Nam đã giao thiệp trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động này trong tương lai. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày hôm nay, hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ lo ngại về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc Trung Quốc tổ chức tập trận cản trở các nỗ lực tháo gỡ căng thẳng và duy trì sự ổn định trên Biển Đông. Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý do tỉnh Quảng Trị tổ chức. Triển lãm diễn ra tại Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Paco, huyện miền núi Hướng Hóa. Triển lãm đã trưng bày thư tịch cổ Châu Bản Triều Nguyễn, Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ phương Tây, bản đồ Trung Quốc do Trung Quốc và phương Tây vẽ không có Hoàng Sa, Trường Sa, gồm 150 bản được làm thành ảnh treo tường. Riêng thư tịch cổ Việt Nam, tư liệu liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, gồm 96 bản được trưng bày trong tủ kính. Qua đó xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Thông qua đợt triển lãm này, người dân huyện miền núi Hướng Hóa sẽ biết về chủ quyền biển đảo, về quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới. Thưa quý vị, trong lúc thế giới đang tập trung đối phó với dịch COVID-19 thì Trung Quốc đã thực hiện một loạt hoạt động gây hấn trên Biển Đông. Tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Bắc Kinh còn đơn phương ngang ngược tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở Biển Đông, đặt tên cho các thực thể và cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Và sau vụ Bắc Kinh điều tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và sau đó thì bám sát tàu khoan dầu của Malaysia, ngày hôm qua trang tin Benan News của Philippines trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu thuyền lại thông tin tàu thăm dò Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đã đi vào EEZ của Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6, có thời điểm cách bờ biển Việt Nam chỉ 200 hải lý và cách đảo Phú Quý của Việt Nam khoảng 182 hải lý. Tại buổi họp báo chiều qua, khi được hỏi về thông tin tàu thăm dò Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định các hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại các vùng biển của Việt Nam phải được sự đồng ý của Việt Nam. Bị chấn thương trong lúc làm việc nặng, nhưng suốt 8 tháng qua, bệnh nhân này vẫn không chịu đến bệnh viện mà tìm đến các thầy lang để đắp thuốc lá cây. Với gần 70 lần đắp thuốc lá cây và 10 lần thực hiện cắt lễ, chọc hút lấy mủ ở 7 thể lang khác nhau. Hậu quả là chân trái của bệnh nhân ngày càng teo nhỏ, đi lại rất khó khăn. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tình trạng nhiễm trùng hoại tử cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân này sẽ tiếp tục được phẫu thuật nối dây chằng. Các bác sĩ điều trị cho biết, nếu bệnh nhân đến bệnh viện muộn hơn vài ngày và không được phẫu thuật kịp thời, thì khả năng cắt bỏ chân là rất cao. Đâm vô là nó rất là êm, rồi có khi tới giác lễ cũng có, giác bằng dao lam hoặc là mảnh chai. Ví dụ giác lễ là xẻ được cái chất dịch đó, là nó đỡ được 5 bữa, rồi xong cái nó lại sưng lại y như cũ. Thuốc nam là những ngày đầu là bệnh nhân là cảm thấy bớt, vì trong đó họ có thể dùng một số cái chất là làm cho bệnh nhân giảm đau. Nhưng cái thuốc nam nó rất là nóng, những cái ngày sau là bắt đầu nó viêm tẩy cái xung quanh cái vùng đắp thuốc và bắt đầu nó thấm ở vào trong khớp và nó gây viêm khớp và nó dẫn đến một cái tình trạng là áp xe. Lúc một cái tình trạng áp xe mà mình không có xử lý thì nó sẽ dẫn đến là một tình trạng có thể nhiễm trùng huyết và ảnh hưởng đến cái tình trạng nặng hơn là hoại tử sinh hơi. Mà lúc hoại tử sinh hơi thì nó ảnh hưởng đến là cả cái tính mạng và có thể là mất cái chi. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận gần 20 trường hợp biến chứng do sử dụng thuốc nam. Hầu hết các bệnh nhân đều đã điều trị, đắp thuốc một thời gian dài tại nhà của các thầy lang. Chỉ khi bệnh trở nặng, biến chứng thì người dân mới nhập viện để điều trị. Đáng lo ngại,
Đầu năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong do biến chứng của đắp thuốc nam, thuốc lá cây không rõ nguồn gốc. Có trường hợp nặng hơn nữa thì như vậy mình không thể là nó ảnh hưởng đến suy đa phủ tạng rồi. Thì lúc đó mình không cứu được cái tính mạng và có một số bệnh nhân đã tử vong. Để tránh tình trạng tiền mất tật mang, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo, giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học. Cần sớm đến khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, hướng dẫn điều trị đúng cách, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Hải quan Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 1 tháng 7, phía Trung Quốc chính thức khôi phục hoạt động thông quan xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi Quan, Na Hình, Kéo Ái, Pò Nhùng, Dầu Ái. Phía Trung Quốc cũng đề nghị phía Việt Nam thông báo cho các chủ hàng làm tốt công tác chuẩn bị, để khi có thông báo chính thức sẽ vận hành được ngay. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, đơn vị đã báo cáo Cục Hải quan Lạng Sơn để triển khai các phương án tiếp nhận và làm thủ tục thông quan hàng hóa tại các cặp cửa khẩu phụ này. Đồng thời thông báo tuyên truyền rộng rãi để các doanh nghiệp nắm được chủ trương, có phương án di chuyển hàng hóa lên cửa khẩu làm thủ tục được thuận lợi nhanh chóng. Trước đó, phía Trung Quốc cho biết đã quyết định dừng hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu phụ Lũng Vài, Cốc Nam từ ngày 1 tháng 7. Việc thông quan trở lại tại ba cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi Quan, Na Hình, Kéo Ái, Pò Nhùng, Dầu Ái nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa vẫn thông suốt khi cặp cửa khẩu Lũng Vài, Cốc Nam tạm dừng. Một bất cập dễ nhận thấy nhất hiện nay trong ngành nông lâm thủy sản đó là tính mùa vụ rất cao. Hàng hóa sản xuất tập trung vào một thời điểm, điển hình như đợt dịch COVID-19 vừa qua, tiêu thụ nông sản qua cửa khẩu Lạng Sơn chỉ bằng 1/3 so với bình thường, dẫn đến ùn tắc, thiệt hại. Nông sản chúng ta là chủ yếu là nông sản thu hoạch xong đưa ra tiêu thụ, chưa qua chế biến, dẫn đến việc bảo quản không được lâu. Trong khi đó cái hệ thống mà kho bãi lạnh để bảo quản hàng hóa là chúng ta chưa được đầu tư. Ngoài ra, nông sản Việt Nam còn bị định kiến về dư lượng do lạm dụng hóa chất. Chỉ có khoảng 5% nông sản Việt Nam là đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Phải nâng cao chất lượng và lưu ý áp dụng những cái quy trình quản lý chất lượng tiên tiến vào trong cái hệ thống sản xuất của chúng ta để có thể đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao và khắt khe của các thị trường. Sản xuất với cái yêu cầu chất lượng là tốt nhất và giá thành là hợp lý nhất để trên cơ sở có thể là đón bắt được những cái nhu cầu mới trong cái thời gian sau dịch. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần đáp ứng các quy chuẩn chất lượng quốc tế, xem đây là mục tiêu chứ không phải là rào cản để xuất khẩu bền vững. Thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi mình, tìm kiếm những thị trường tiềm năng mới.